Sạt lở đất ở Bắc Cạn, 4 người trong gia đình tử vong. Ngày 18 tháng 6, xác nhận với phóng viên Vietnamnet, ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, vùi lấp một nhà dân tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan. Gia đình này thuộc hộ nghèo, cũng theo ông Hưng, thời điểm sạt lở đất, trong nhà có 5 người thì 4 người bị vùi lấp, một người thoát được ra ngoài. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn đã tới hiện trường chỉ đạo các đơn vị và lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình. Đến 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã tìm được 4 thi thể gồm ông NCC, sinh năm 1983, bà HTT, sinh năm 1981, chị NTM sinh năm 2006, con dâu của ông C và cháu bé 1 tháng tuổi con chị M. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Nẵm cho biết, tất cả các nạn nhân đều là người một nhà. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc ở các bản tin tiếp theo.